Ok, chúng ta quay trở lại. Như mọi người vừa thấy thì mình vừa bị một quả phiêu khá là đau. Ok, what the fuck. Mình cần phải xuống cái này à? Ok, cool. Ok, ôi dồi ôi, FPS ơi, mày làm gì thứ á? Làm gì? Con khốn nạn. Tạm tạm hiểu. Ôi đừng có chạm vào đấy. Rồi ôi. Trời trời đau tim quá cơ. Ok cảm ơn mày. Bắn phát nữa nào, thank you. Ok. Sao lên chỗ này đấy. Cái này chẳng. Rồi hiểu. Đã hiểu. Bây giờ cái này làm sao? Mình làm gì? Ori. Cái những viên đá này đã có vẻ không được ổn định cho lắm. Qua ánh sáng của tôi, chúng ta nên sử dụng ánh sáng của tôi, chúng ta có thể sử dụng chúng để dừng dung nham khỏi việc chảy. Nice. What the fuck. Nice. Xem em ơi, xem em có còn. Một cái không chảy được rồi. Yeah. Vậy là cái này theo mà kiểu sếp. Yeah. Bitch. Yeah. Ê. Bây giờ mình phải nhảy ngược lại sau cuộc chơi. Nhảy sang lào. Ê dày. Bây giờ mình phải chạy ngược lại cơ. Ôi giời ơi, khiếp các anh làm sợ quá. Ta 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 ta. Ôi giời ơi, dính gai rồi. Ôi giời ơi, giật cả mình. Có thể xếp được. Về chỗ này mình không thể nào xếp. Ngu rồi. Xong. Đau tim gần chết. Rồi, nhảy. Ôi giời. Yeah. Easy cả cả. Xếp. Tìm gần chết. Nope. Tất nhiên là nó phải lao vào người mình thì nó mới thích. Ai ôi quên, không được. Bỏng. Ôi dồi ôi, hot quá. Sao chơi hot quá. Gì đây? Ôi dồi. Cầu rơi khẩn phật. Không rơi không. Từ bi hỉ xả. Sao để giải quyết cái vụ này đấy? How to giải quyết vụ này? Ok, đã hiểu mình phải làm gì. Haha. Nhờn. Ok. Ok, mày chúng mày làm thế cũng được à? Không có vấn đề. Yeah. Thế sao? Đời mình nó nhục thật đấy. Fuck. Ok. Lại là khổ quá. Thế thì rồi, đây là rồi sao? Rồi xuống dưới này đúng không? Rồi chả làm được cái gì cả. How the fuck? Ôi, không thể nào làm gì được. God damn it. Từ từ. Căn cực kỳ nhanh. Sao? Shit. Fuck. God damn it. Cần được. Rồi nhanh lên. Tại sao mày lại chết? Hả Ori? Tại sao mày có một việc? Mày chỉ có một việc thôi Ori ạ. À mày. Mình không thể làm đổ tôi có luôn. Cho con Ori được. Ra mình mà. Khánh ơi, tại sao mày làm như vậy người ta mà. God fucking damn it.
Rồi. Ơ sợ sợ phạt. Rồi sao nào? Nhảy lên. Shit. Bye. Fuck off. Bitch. Chúng mày nghĩ chúng mày là? Chúng mày nghĩ chúng mày gỗ xu được như tao á? Xin lỗi đi. Hả? Chúng mày nói gì cơ? Tao không nghe rõ. Ồ, hình như đấy là tiếng mà Khánh tờ rồ quá đúng không? Tao biết. Tao biết tao giỏi mà. Bitch. Ổn rồi. Về thôi các em. Ôi dồi mình vừa. Ơi anh ơi, em đi đây. Anh còn phải đuổi. Nè. Dung nham hết chơi. Mình qua puzzle. Easy cut cut. Bắn đi em. Nhớ không em, lời hứa ngày xưa. Mình bên nhau anh chẳng là nguyện thề. Mình nghi ngờ chỗ này có cái gì đấy, biết ngay mà. Biết ngay mà. Mà không có cái mảnh bản đồ làm quái rồi. Quái rồi. Ha. Ha. Chỗ này xong rồi, chỗ này xong rồi. Chỗ này xong rồi. Ow, fuck, fuck me. Fuck me. Never forget. Sa. Lào. Giờ ý kiến nào, ra đây là oh shit. Mình phải đánh nhau với con này à? Có vẻ là như vậy. Hoặc là, đúng rồi đấy. Mình phải đánh nhau từng con một. Không phải, đánh nhau ba con cùng lúc. Oh shit. Oh shit, thôi chết tôi rồi. Không, oh my god. Làm sao mình deal với cái bọn này đấy. Đời đấy, đời đấy. Ok. Ok. Lên nào em. Nhơn. Nhơn. Rồi. Không, chưa được, chưa được. Rồi. Mày chết rồi bạn. Nó mày chết rồi bạn. Ok, lên đây là. Nhơn này. Nhơn. Kiến ai ôi, kiếp nó bắn lẫn chúng. Sao? Ok. Boom. Thế thì mình phải đi. Bây giờ mình phải quay lại. Ok. Vấn đề gì cả. Chuyện quá là chuyện bình thường luôn à. Ê, sao? Easy. Sao? Nó quá đơn giản. Đối mình. Sao? Chưa? Tịt chưa? Ngon. Tọt 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 tọt. Mở ra. Xong. Hết nhiệm vụ ở cái chỗ này rồi. Bây giờ mình sang bên kia này. Ôi dồi. Em xin cái này. Kill. Yếu thế. Rồi làm sao rồi? Sang cái chỗ kia mới là vấn đề. À không. Chả khó lắm. Wow. Nhiều la dai sao chơi đây. Suy nghĩ xem nào. Ôi dồi. Cái con gì ở đấy. Mày là cái con gì ấy? Trông mày kinh thế. Rồi. Ôi dồi bắn là. Anh ơi, cứu em. Chết em rồi. The fuck. Đời, nhục thế đấy. Ok, mình còn phải dùng. Ok. Viên đá này mình nhét vào kia. Mình may mắn nữa. Ôi. Ôi xời. Ôi xời ơi. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Đây, 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 đây. Easy. Rồi. Rồi, giờ mình đẩy tiếp cái này ra. Anh ơi, anh đừng làm thế với em anh ơi. Có viên đá nó rõ, rõ to ở đây, chắn em rồi. Đừng làm như vậy với em. Có được không hả anh? Anh có thể không làm như vậy được không? Anh ơi nào chết bây giờ, nhanh 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 nhanh. Rồi. Nó dừng hoạt động. Oh my god. Tịt. Yeah. Xong. Thế thì cái chuẩn bị là có cảnh lướt dung nham xuống rồi. Ôi giời, fuck, đứng lâu quá. Oh shit. Fuck. Dạ. Xếp. Bay lên. Bye.
Cuộc đời tôi, tôi đi rồi. Nó khá là buồn. Ai ủi đau thế nhỉ? Đau vãi. Đau thế này thì làm sao mà điêu? Làm sao mà điêu? Làm sao mà điêu? Xếp cái. Rồi mình sẽ cộng cái này à? Ultra Storm. Ngon. The fuck. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Anh ơi bắn em đi. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Ôi dồi ôi bắn. Khiếp chỗ này nhiều thế. Cái gì thế này? Cái gì đang xảy ra cuộc đời mình thế này? Ôi dồi. Holy shit. Bắn em anh ơi. Oh thank you anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Em là con người. Em rất biết ơn anh. Ôi dồi. Tao ghét mày bé lìn. Thank you. Làm sao? Oh, mình làm gì thế này? Ok rồi, dừng đây. Kệ. Xem em. Hãy giúp anh. Boom. Nice. Ngon lành. Canh đào. Easy. Chưa. Tít chưa. Dần dần tít hết cậu. Ôi chúng nó bịt hết cả lối lửa này lại thì thường nó còn có cả chỗ mà chảy ra, giờ chúng nó bịt lại chuẩn bị đúng là phun lối lửa phun rồi. Đẹp rồi. Ê lờ mau. Ê. Ô đi nhanh không chết, đi nhanh không chết. Ô. Ui 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 ui. 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 Anh ơi được. Oh shit. Ui thôi rồi. Trượt. Ôi trời ơi. Cảm ơn anh. Cần nữa. Chào thân ái, quyết thắng các anh em hết việc. Bạn. Xong. Mình đang, rốt cuộc mình đang làm gì cuộc đời mình ấy. Bây giờ mình có thể ngồi ở nhà ăn táo và làm bao nhiêu việc khác. Bây giờ mình đi cứu thế giới à? What the fuck. Cứu thế giới có việc mình quái đâu. What the fuck cái gì đây. Chết đi. Ai ở đâu quá. Con này bắn đâu thế. Chết đi. Ok. Ủa. Sao giờ mình phải làm gì. Mình phải làm gì mấy cục mắc ma kìa. What the fuck. Mình phải làm gì ở đây. Ai ủa. Ai ủa. Ok, mình không được đụng vào đây, mình đợi mình đi luôn. Xem nào. Boom. Đấy. Rồi, mình nghĩ là như thế. Fuck. How to né. How to né. How to fucking né. Chúng mày nghĩ chúng ta sẽ né kiểu gì à? Chúng mày cào kiến gì không? Ôi shit. What? Sao mình có thể làm được cái điều kỳ diệu ấy vậy? Cô đi. Fuck. Chết. Save up. Wee. Ow. Fuck mình đi rồi. Rồi mới save xong. Ôi cái đẹp. Đẹp. Ai ôi. Ôi giời ơi, tao ghét mày quá. Chết đi. Cảm ơn mày. Ôi giời ơi. Giết nó xong mình cũng gần chết mà. Ôi giời ơi. Nhìn anh lên trông lỗ ruột quá anh ơi. Ôi đừng. What? Mình hiểu rồi. Ok, nó như kiểu câu thang máy. Đợi tí. Ok. Vậy thì gạt phát rồi. Giang lên, nhanh người nào,
ok. Nice. Ô, để nó sang bên này. À! Cái gì đấy? Gì thế? Trời ơi. Đau tim quá. Anh ơi em đau tim quá. Ôi giời, đi nhanh lên, chết bây giờ. Xếp phát tính sau. Sang bên này nào. Ui giời, con gì này? Trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi fuck me. Ngon. Ôi giời ơi. Mấy cái này cũng không được đứng lâu ở trên đấy. Oh shit. Oh shit. Oh ok. Oh ok. Oh ok. Whee. Mày nhìn đạn tao nào. Mày nhìn đạn tao như nào. Mày thắc mắc gì ở đây? Hả? Mày có hiểu đạn tao như nào không? Cái vật đấy. Giờ thì đẩy nào. Tao đẩy mày mà. Ok. Xong. Đấy. Ui. Cool. Là sao? Yeah, nó chặn. Mở chặn cục cuối cùng. Ôi dồi, lỗi cơ ruột. Sợ quá. Oh my god. Ơ. Ok. Hui. Oh, bên này có gì hot đây là. Mở ra đi em. Thầy cứu em. Em yêu vai Kalin. Bye bye các em, anh đi đây. Ai rồi, đau quá, không được, không đi được, không đi được, không đi được. Ai rồi, không nên đi được. Không thể nào đi được luôn. Ui. Mình đang suy nghĩ ở dưới kia, mình xuống ở dưới kia có sao không? Nhưng mình nghĩ là rất là nhiều sao. Ờ. Nhiều sao lắm. Bây giờ mình phải rửa giải quyết mấy con phế vật này đã, mình ghét mấy con này quá. Rồi. Xếp. Nhảy thế nào ra đây. Nhảy như thế chẳng ạ. Thế cũng được đấy. Thế là một ý kiến hay à. Fuck rồi, mình chết rồi. Lộ xuất quá. Ê. À. Ê. Ồ. Ờ. Ok. Gần chết rồi. Tao ghét chúng mày quá, đi thôi. Fuck you. Không thể nào mà ăn xếp zone nữa. Đời nó nhục vậy đấy. Cút hết đi, cút hết đi, cút hết đi. Phê vật. Chết hết đi. Oh fuck. Cố gắng cái gì vậy rồi. Oh shit. Máu. Ui. Oh lê. Oh chết rồi, mình bỏ lỡ cái gì rồi. Bỏ lỡ cái chết kia rồi. Bỏ lỡ. Tí nữa thì chết, nguy hiểm quá. Tí nữa thì chết, nguy hiểm quá. Tí nữa thì quên cửa này. Xong. Ok. À khúc cửa này xong rồi. À, ok. Cool. Xem nào. Không, tao không cần nhìn bên ngoài. Ơ kìa. Trong. Xem nào. À, hai cổng này xong này, hai cổng này xong này. Cổng dưới này, cổng này xong này, chuẩn bị. Ok, hai cổng nữa. Cool. Cool story, bro. Nope. Nope. Ow, đau quá. Hey. Bye. Tao không có thời gian để giao với chúng mày. Tao không có thời gian để giao với chúng mày. Yeah. Oh, oh yeah. Fuck. Dead. Căng rồi đây. Yep. Chỗ này không phải chỗ có thể nhơn được. Ôi dồi. Sắp. Ok. Không biết là chết khi mình chạm ở chỗ đấy. Ok. Hiểu. Giờ chúng ta hiểu nhau thêm được một tí rồi đấy. Thế thì chào thân ái. Ôi đừng tao thề. Tao ghét mày lắm mày. Ê lừa mau. Yêu thì vỡ mồm. Nhờn sọc. Cái gì đấy? Điều gì đang xảy ra vậy? Ôi dồi, cái gì thế? Thôi em đi rồi, thế còn sống thế nào được? Oh my god, what the fuck? Ôi dồi ơi. Còn thế này nữa cơ. Còn thế này nữa cơ. Ôi dồi, tao không có thời gian đâu. Ok mày quá. Sợ vãi. Kinh dị vãi đấy. Thôi rồi, ôi giật mình.
May quá mình tự mình chết rồi. Ok. Nghĩa là mình giờ mình sẽ phải sang bên này nhá. Không phải sang bên đấy. Ok, không phải sang. Cái mình phải đi đâu? Oh, mình phải kiểu ok. Hiểu. Đã hiểu. Đã hiểu mình phải đâu. Cũng rất là ổn thôi. Fuck. Ok. Ai ui đau quá, đau quá, đau quá. Quên. Oh. Nope. Em đi đây. Oh, phải đi xuống dưới này. Ok. Ok, ok, ok. Không sao đâu. Ổn nữa. Ôi dồi, tiền là gì? Bắn chết em rồi. Fuck. Uầy, về tận đây luôn à. Anh, các anh dã man đấy. Kinh quá. Nghe nhạc nghe kiểu, oh fuck. Cứ không để ý phát là y rằng. Đừng anh ơi. Ai rồi, sao cứ đứng một tẹo là chết thế. Vào đây. Xếp, chuẩn bị đây. Tiền là xe. Ôi dồi. Ok, rồi tiền sao. Ôi giời. Fuck me. Xuống đánh ăn chết. Tức là sau này mình mới ăn được. Bố. 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 Ờ. Kinh quá. Kinh căng quá. Oh shit, tôi giỏi. Dung nham xung quanh. Dung nham khắp mọi nơi. Nhung dung nham nơi nơi. Uầy 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 uầy. Để bài. Kêu anh. Xếp phát bình sau. Giỏi. Chia là dê đi. Rồi, bắn đây. Đúng rồi đấy. Ôi giỏi. Ôi giỏi đau quá. Xít 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 xít. Giờ thì giải quyết như thế nào rồi. Ôi giời chết tôi rồi. Ok. Mày làm gì đấy Olive? Oh god damn. Không. Tôi ghét mày quá. Rồi. Vào đấy. Rồi tốt. Ngoan ngoan cho giỏi cháu ngoan bác Hồ. Rất là ngoan. Nhưng mà mày có thể làm điều này được không? Tại sao nó cứ bị chặn ở đây lỗi à? Thế đây thì này tôi biết làm sao bây giờ. Ôi giời. Ok 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 ổn rồi. Hop. Đừng. Làm gì đấy hả em? Làm gì hả em? Bình tĩnh em ơi. Em ơi, đừng nằm đi trong đấy đi em ơi. Tao bảo mày nằm đi trong đấy mà. Rồi, ok. Khổ quá cả lỗi cả rồi. Rồi, thì làm sao? Ta kéo cái này ta đi chơi. Tớ vẫn không hiểu tớ phải làm gì cho này. Oh, ok. Rồi sao? Nhiều lắm. Ok. Oh. Không rõ là có phải như thế này. Oh, tớ dead. Shit. Nope. Không. Rồi. Ô nào tao thề. Rồi im đấy. Im nào. Rồi làm sao. Chúng ta phải làm cái gì. Kéo ra đây. Rồi cho nó lên cái tấm kia. Thế này chăng. Rồi sao. Rồi mình cũng không lên được đấy cơ. Tao thề mày mà không lên được đấy thì. Ô ok. Ha. Rồi mình sẽ. Ôi trời, không. Ôi đau tim quá cơ ông ơi. Ông làm tôi này đến tổn thọ. Sinh sống được 100 năm chắc ông làm mình tụt mã xuống 20 tuổi. Ôi giời ơi. Không. Rồi. Vào đi mày. Tôi xin mày để nằm xuống. Mày thích điêu không? Điều có vừa độ mức độ chứ em. Ok. Yeah. Xong. Ha. May rồi. Thời gian này nhau rồi. Thời gian điêu với loại như mày. Mưa đây. Rồi xong.
Easy. Rồi. Xong. Sao? Online à? Tù. Yeah. Sao? Hồi nãy chưa? Game so good. Cool story, bro. Có thể nào không tắt cho mình vào mình lấy à? Thế sao tôi lấy? How to lay? How to lay? Thôi kệ vậy. Rip, never forget. Chả làm cái gì ở chỗ đấy. Chịu. Muốn lắm nhưng mà không lấy được. Ôi được anh ơi, được. Đừng làm thế với em anh. Anh ơi, đừng làm thế với em anh ơi. Ui. Em ra đây, bye bye. Hỏi đuổi, ôi dồi. Tí chết. Đừng chết vào đấy. Ok. Có sao? Rồi chúng ta sang phải sang bên kia. Nhưng mà trước tiên thì mình phải save ạ. Ok. Ôi, không có thời gian đánh nhau mày đâu. Điểm sao thế? Chỗ này thì làm sao? What? Mình vừa mới lên đi trên thẳng núi rồi đó. The fuck. Ok. Rồi sao đi. Rồi ok. Cái này có gì không? Ôi giời, thôi rồi rồi rồi. Sao lại như thế nhỉ? Vô lý vãi nhỉ. Nhảy ba phát thôi rồi. May quá mình quá tình và đẹp trai thế là mình. Fuck. Mà. Xuống. Ok. Là sao? Mình vẫn không rõ lắm bao giờ mình phải làm cái gì. Hello. Khổ quá cơ, hóa cứ lần qua lần quần mãi cũng quên mã mất là cái chỗ mà mình vượt sóng này. Mình chưa, mình chỉ chạy thôi. Mình chạy xong rồi mình té luôn, mình không làm gì cả. Trong khi ở dưới này là vẫn còn một cái chốt nữa mình chưa ấn. Ê. Đời nó nhục vậy ấy. Khổ lắm cơ. Quên béng mất là dưới này còn một cái chốt. Ok. Ok, đau quá. Ai ôi đau thế. Giữa. Ai ôi, fuck. Quên mất là cái chỗ. Đây là không bán được lâu. Nhanh lên nào, nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh lên nào. Ok, cool. Easy. Easy cạt cạt. Ơ, vẫn còn à. Chưa. What. Tù. Đấy. Giờ mới hết hẳn. Mà rộng thế đấy. Ê, fuck cả mình. Ok. Rồi, chơi ghê nào. Ôi, shit. Anh lên. Ôi, ôi. Mà. Ôi, chơi ghê. Ok. Fuck. Rồi, rồi, rồi. Lao. Boom. Ruột chưa. Ok, chạy 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 chạy. Hết nhiệm vụ ở đây rồi. Hết nhiệm vụ ở đây rồi. Không còn tí nhiệm vụ gì ở đây rồi. Xong. Ok. Xin. Rồi. Ê. 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 Không biết là mình còn quên chưa lắp chốt ở cái chỗ nào không. Bây giờ thử xuống xem nào. Ôi giời anh ơi, đừng làm giữa. Đấy, xong. Bây giờ mới hết hẳn đây. Bây giờ mình mới xuống ở dưới này đây. What the fuck. Bọn đi này làm trò gì vậy. Này. Này. Giả mày lũa cái đệt. Chưa. Fuck. Mày ok đệt. Dạ. Phạm. Rồi mở rồi. Cool. Cool. Ok. Xếp xem trong này có cái quái gì nào. Ôi dồi vẫn còn cửa nữa à. Vai lều. Vai lều thế à giờ.
cái gì đấy? What the fuck? Cái gì đen xì thế này? Ừ. Hả? Cái gì đấy? Lại cả lều đen xì trông kinh tởm này. À, nguyên tố của nguyên tố ấm áp. Mình không thấy nó ấm, nó nóng, hơi nóng quá. With the element restore, we could do an effect on her what? Okay. Mình không hiểu cô nói gì mà cool. Shit. Thôi rồi. Oh. Oh, oh shit. Oh. Đẹp. Ô. Oh. Chạy đâu rồi? Hết giờ rồi. Time out, shit. Con chim nó lên cơn rồi. Con gì, ôi dồi ôi, gì dung nhầm. Everywhere này. Ôi dồi, dung nhầm ơi. Giờ này có phải giờ dung nhầm đâu. Không phải, ảo thật mình. Shit. Trời ơi. Lại phải chạy loạn nữa à. Ôi cái cuộc đời tôi. Cuộc đời tôi suốt ngày chỉ có chạy loạn thôi này. Tôi khổ thế. Bớ ông rồi. Nhảy ôi giời ơi, sợ quá anh ơi. Anh ơi em, là chị ơi em sợ quá chị ơi. Chị ơi chị ơi chị đừng lóng chị ơi. Chị làm em kinh quá. Chị làm em kinh hãi quá. Oh shit. Ôi giời. Nhanh lên. Giờ đây. Nhanh lên nào. Ôi giời chết luôn mà. Hò dù ta nào. Kéo bao ta vượt qua đèo. Hò dù ta nào. Chết bây giờ Khánh ơi. Tí nữa thì đần đi. Hò dù ta nào. Khánh ơi. Cố lên. Ê, vượt qua đèo. Ôi dù ôi tí nữa thì đi. Sợ lại. Ok. Đó, thôi. Cái gì thế? Giờ này còn tốn máu. Ôi giời cái gì thế này? Đùa. Vai trưởng. What the f... Cho mình xếp. Cho mình xếp. Này thì mình biết điêu với trò này kiểu gì bây giờ. Cho mình xếp bà con ạ. Không cho mình xếp. Rồi 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 rồi. Rồi rồi. Lên đi. Lên nào. Nhảy nhanh lên nào. Nó nhảy vào mặt cho bây giờ. Holy shit. Thôi thôi xong tôi rồi. Thôi. Không xếp được. Mình không xếp được bà con ơi. Ok. Tại sao? Ok nhanh. Ok, hiểu rồi. Vào đây. Cô xịt. Cô. Cô chạy đi em ơi. Liệu phết. Lép bộ phết. Cô ấy để cho chúng cháy mà. Hả? What fuck. Ôi đệt. Cô xong rồi. Rơi xuống đây thì đi rồi. Harry dậy đi. Harry không dậy được đâu. Mày đi đâu vậy? Kiếm người giúp à? How to kiếm người giúp? How? Ok kìa. Cây thần. Cây linh hồn. Sắp gần lắm rồi. Chúng cậu ấy là hy vọng duy nhất của chúng ta. Rồi. So close and yet so far. Vẫn không xa mà. Cool. Ê.
Cây linh hồn ở ngay gần đây, còn một vài bước, một bước nữa để đi nữa thôi. Khu rừng của Nibel chúng ta sẽ lại một lần nữa sống lại. Yeah, wee. Ok. Oh no. Why? The fuck. Fuck. No. No, bay mắc. Ô, bây giờ mình điều khiển bay mắc này. Chết. Bay mắc. Mình điều khiển bay mắc này. Bay mắc ơi, cố lên. Cố lên. Cố lên. Con này kìa. Đẹp. À. Chết rồi. Sao? Để. Oh. Ah, oh no. Oh không. Đứa con cuối cùng của mày vãi trường. Thôi rồi. Cháy hết cả rồi. What? Mày làm gì đấy? Mày một con mày. Ui. Nó hy sinh con rồi. Nó hy sinh nó luôn, ôi. Hy sinh nó. Oh my god, nó hy sinh nó. Nó vì nó không chịu được cái ánh sáng đấy. Cứ tâm vào đặt vào cũng là để cứu con nó, vẫn nó làm mọi thứ chỉ để cứu con nó thôi chứ nó không cứu đứa nào cả, nó chỉ muốn cứu con nó thôi. Hurry Baymax. Dead. Oh, sinh ra rồi. Yes. Vậy là con chim mẹ sau khi nhận ra cái lỗi lầm của mình và nó quyết định cố gắng cứu con nó và cứu cả khu rừng này. Tốt quá, ít nhất là đến cuối nó vẫn nhận ra lỗi lầm bản thân. Mọi người vừa kết thúc xem, mọi người vừa xem xong series Ori and the Blind Forest. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình qua xuyên suốt cái series này. Mặc dù rất nhiều người vẫn kiểu anh ơi trò này chán lắm, không chơi như dở hơi, đừng có chơi nữa. Nhưng mà những bạn nào đã xem đến cuối, mình xin rất cảm ơn. Và mình cũng
gọi là nếu mà ai chơi rồi thì nghĩ là nên chơi, à xem mình chơi rồi nên chơi lại, à nên tự chơi để tự cảm thấy gọi là tự trải qua cái trò chơi này. Mình không biết dùng cái từ gì, mình rất là dốt văn. Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau của mình. Goodbye.